Rồi. Em vừa bắt được con chuột chù rồi, to như con chuột cấu ấy. Chuột chù to như chuột cấu mày. Em đánh chỉ bách cho con này quái này. Chuột chù gì mà to như chuột cấu, mày biết con chuột chù không? Nó chu chu này. Con chuột chù nó có lông dài ấy. Con rụp rụp là con gì? Nó to bằng con chuột cấu mà to hơn ấy. Chuột gì mà to, chuột cấu. To mà. Chuột cấu ở đây làm gì có, thì cũng ngoài đường có gì. Nhưng mà nó vào nó ăn đấy. Trả lại chuột hồ rồi hồ rắc là thịt. Không, thịt đẹp lắm. Thịt chó. Nó còn chẳng có đuôi cơ, chuột hiếm này. Thịt chuột chó. Bà em bảo chuột chù. Chuột chù á? Chà chà. Chuột liền chuột chù. Chị mồm nó chu chu mà. Đi xuống. Mồm nó chè. Xuống dưới xuống. À tụi nó có sữa. Có sữa gì đấy? À, sân dài. Xem nào. Được. À, thôi. Giả đây. Hôm nay cứ nhắm. Đường. Nốt gì? Tao vừa pha đây. Mày uống không? Đã pha mà thôi chỉ nhắm. Cho em uống. Không, tao thiếu canxi và phải uống. Cái này uống canxi à? Bổ sung canxi để tao mới leo như khỉ. Tao nào anh leo quên như khỉ. Ôi, sao mày ấy? Làm gì? Tao còn nhớ lợn gì? Đi sang xem nào. Được. Ở đây có một cái hang nữa mà. Em không đánh rồi. À, em đánh một cái trong rồi. Hang to. Ôi, đúng con luôn. Đúng con luôn rồi. Đâu? Hang ở đây này. Ui, hang to thế. Ui. Con sông, con này có con sông. Ui, trời ơi. Con này nó con vàng bạc rồi. Ui, đúng một đôi luôn. Khéo nó con. Không, nhưng mà hai con này một đôi á. Này, con này đang để này. Khéo có ổ rồi. Anh bới hổ nó đi, bắt con nó về nuôi. Con này không đào được nó đâu. Có đào lắm. Mà nhưng mà cái bọn này có đấy được đâu mà. Bỏ cho chó. Thôi, bỏ đi. Thì tao phâm về tao cho nấu cho chó. Điên à? Hả? Ăn được ấy. Ăn được. Ba em bảo là chú không ăn được mà. Không, đi về. Không ăn được thật á? Đấy, mọi người thấy chưa? Ôi, nó cắn nhau
Ngon lắm. Thế anh bảo là cho chó ăn. Thôi thì tao kêu cho chó mày đi về đi. Thôi em biết rồi. Ăn được rồi. Anh em mình nướng nhá. Em xem thôi, em cũng chẳng thích ăn lắm. Cũng chồng nhỏ sẽ giao cho nên em chẳng thích ăn đâu. Ơi rồi không thích ăn tí nữa tao nướng lên á. Nướng rồi xong lại đớp như cẩu ấy. Cái gì cũng chẳng thấy ngon. Ôi, à đấy, quên, phải mổ ra cái bát dầu nó này. Ở nhà ăn chẳng thấy ngon, lên đấy nhìn con nó cũng chẳng thấy ngon. Ui, chẳng thấy. Mày thì biết tao nướng mà xem để tao mổ đã. Mày cứ đợi đấy. Biết là ngon đấy nhưng nhìn chẳng thèm đâu. Cái cháu mới làm gì rồi? Nướng như làm cái gì? Đó là xôi. Lần sau bắt được con gì con xấu bẩn bẩn thì đem lên cho ta nhé. Đặc sản đấy. Một năm. Chó. Hả? Tất định cho chó những người gọi là chó nó ai nó ăn đặc sản. Nhìn hai cái răng của nó dài vừa rồi. Mày trông nhé. Em ăn nó trông. Thiệt. Ui, cho mọi người xem. À đây mọi người nhìn thấy chưa? Wow. Ui, trời, ngon thế chả biết được. Quay một vòng. Ui. Nào, mày ăn cái nào? Chín rồi. Chín nó chín nè. Chín thì bơi vào đây. Tay tay nó mới ngon. Đây, chết vui các bạn nhé. Chín. Đấy, thích ăn nhất là cái này này. Và... cái này hay nhất chưa? Hôm nay mình ở Bí Xê à? Đây, cho mày hẳn con này. Con à, con này không cắt được tiếc, nó thơm thịt. Còn con sống này, nhỉ, ngon chưa này? Đấy, thử lắm. Thế mà bà em bảo là chuột chù gì đặc sản ơi, dài này, ui con này dài, ui được rồi. Đây, mời đại ca, à mời đi đệ. Quán nào? Đấy, hôm nay ta cho nhịn luôn. Đại khai sát giới của mọi người nhé. Ui, ngon thế. Chú trưởng này hay nè anh ạ. Chú trưởng này. Hay thì cũng phải chạy. Ui, cái da nó dọn ạ. Ui. Anh cứ ngồng nghếu hay nè. Hả? Mày không ăn thật đấy. Ngon thế này mà. Rúi mày, ta thề với mày ăn đặc sản đó. Gọi là vòng cụ đấy. Nó ra như là này. Sao em không ngửi thấy mùi ngon? Da lợn là gọi vòng cụ nhìn tầm nhà khác. Em ăn phải ngửi thấy mùi ngon chứ. Chấm có mẹ này. Chấm một ngàn mũi ếch này. Anh làm ngon lắm ấy. Ngon lắm. Có hơi được ngon chưa? Chuột đã ngon, rú ngon hơn. Ấy. Ăn. Sao không ăn? Chẳng hiểu sao mà mày chẳng muốn ăn cái gì. Không muốn ăn á? Không ăn cái này thì tao chịu. Mày biết là không ăn cái này mày biết là ăn gì hợp lý không? Ăn đất. Chúa làm một cái mổ ấy là xong đó. Giờ này em chẳng thích ăn đâu. Không thích ăn.
đói lắm mà chẳng ăn chẳng ngon. Này, sao nó lạ nhỉ? Dạo này lại... ăn chẳng thấy ngon gì đâu. Muốn thấy ngon. Ăn cơm chẳng thấy ngon, ăn gà chẳng thấy ngon. Thế mày đi ăn đất đi. Dạo đúng rồi. À, thì xưa sân đai của anh đó. Chứ em xuống nó cũng ốc. Làm gì? Đó thì ăn rúi này. Nhưng mà em ăn thấy những cái đấy ngon thôi. Đấy uống mà ăn đâu. Ừ. Sáng anh cho em uống cái đấy, em có những cái đấy ngon. Dưới bàn ấy. Ngay lại nhỉ, thôi để tập tập tất. Mày thế. Ngon. Hôm nay lại có thằng nó lại chê cơm các bạn. À, chê. Tôi gọi là rúi. Thưởng thức con này cả. Con này là con sống này, con này con chết nhưng mà nhìn nó vẫn rất là hấp dẫn. Ui.